Đây là buổi tư vấn thăm khám sức khỏe dinh dưỡng tại một gian hàng trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Rất đông phụ huynh cho con đến đây thăm khám, không chỉ vì miễn phí mà còn bởi ở đây có một loại bút thần kỳ. Không cần làm bất cứ xét nghiệm gì, chỉ cần chạm vào da bé là có thể biết em bé đang thiếu những vi chất dinh dưỡng nào. Cái này nó là cái gì? Máy đo vi chất ạ. Thế là phải chạm vào tay à? Hay là như thế nào? Chạm vào tay, dựa trên điện tử ấy. À, chạm vào tay là được rồi đúng không? Sau vài phút dùng ngòi bút di chuyển nhiều lần trên một số bộ phận như đầu ngón tay, ngón chân, nhân viên này đã thông báo có kết quả hiển thị trên màn hình. Những chấm màu xanh, đỏ, vàng này thể hiện tình trạng thiếu nhiều hay ít các vitamin và vi chất dinh dưỡng. Như ở đây là nó báo là thiếu cái gì? Thiếu nhẹ vitamin C, vitamin A với lại omega 3. Vàng là thiếu nhẹ, xanh đỏ là thiếu nhiều à? Thế còn xanh là đủ. Kết quả này được nhân viên đánh dấu chi tiết trên một tờ phiếu đo vi chất dinh dưỡng. Tờ phiếu này được chuyển sang bàn của bác sĩ tư vấn. Nhiều loại thực phẩm chức năng được các bác sĩ kê vào đơn thuốc này với yêu cầu cho trẻ uống để bổ sung vi chất. Cho dù theo quy định của Bộ Y tế, thực phẩm chức năng không được phép kê vào đơn thuốc. Nếu mà theo cái phiếu này thì thôi tạm thời thì ăn bổ sung thêm sắt cho bé. Đó. Sắt thì mua cái gì? Thì cái sản phẩm sắt mà ok nhất hiện tại thì đang có là Perolex baby ấy. Perolex baby thì là dòng sắt mà nó là dòng sắt chelac, nó sẽ hạn chế mà cái tình trạng như là táo bón cho bé. Và hiện tại nếu mà ăn bổ sung tăng đường máu và tăng nhiệt tự nhiên cho bé, bất cứ phụ huynh nào cho con đến khám bằng bút đo vi chất cũng đều được phát hiện thiếu một vài loại vi chất nào đó. Các loại vitamin hay vi chất mà trẻ thiếu hụt đều được bày bán sẵn ở một siêu thị bên cạnh dưới dạng thực phẩm chức năng nhập khẩu từ nước ngoài. Với giá trung bình từ khoảng 300.000 đến 500.000 đồng một hộp, mỗi đứa trẻ đến đây khám đều phải mua từ 2 đến 3 hộp thực phẩm chức năng theo tư vấn của bác sĩ để bổ sung vi chất dinh dưỡng. Theo các chuyên gia y tế, đây thực chất chỉ là chiêu trò hù dọa tinh vi nhằm mục đích bán hàng của các đại lý, chứ thực chất không có bất kỳ loại công nghệ nào có thể đo được tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng của trẻ chỉ bằng cách tiếp xúc ngoài da mà không thực hiện các biện pháp xét nghiệm. Cái quảng cáo và theo kiểu sử dụng những cái phương pháp nào rất là đơn giản, soi trên da hoặc này khác ấy, thì tôi phải nói là tất cả những phương pháp đấy ấy, không có đủ những bằng chứng khoa học để xác định là trẻ có bị thiếu hay thừa vi chất dinh dưỡng. Đặc biệt là khi một số công ty mà sử dụng những cái phương pháp như vậy làm cho người bệnh nhầm tưởng và sau đấy là bán những cái sản phẩm. Ví dụ như là thuốc hoặc thực phẩm chức năng thì chúng tôi thấy rằng điều đấy rất là không phù hợp. Bởi vì đôi khi ấy, chúng ta biết rằng là vi chất dinh dưỡng nó không phải là cứ chúng ta cho càng nhiều và càng tốt. Ví dụ như chẳng hạn nếu mà không thiếu canxi nhưng bạn bổ sung canxi nhiều chẳng hạn thì có thể gây ra những tình trạng ví dụ táo bón cho con hoặc là ức chế hấp thu sắt, có thể từ đấy nó lại gây ra những vấn đề về thiếu máu. Dù loại bút đo vi chất này không nằm trong danh mục thiết bị y tế được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, thế nhưng thông qua một chương trình được gọi tên là Trạm Dinh Dưỡng, rất nhiều lượt thăm khám bằng loại bút này đã được triển khai trên các địa phương trên cả nước. Các phụ huynh vẫn tin tưởng cho con đến khám dinh dưỡng mà không hề biết rằng đây chỉ là một chiêu trò bán hàng của các công ty phân phối thực phẩm chức năng. Thậm chí để đạt được hiệu quả, những đơn vị này còn sẵn sàng mạo danh cả bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương để thu hút người dân đưa con đến khám. Những chiêu trò tinh vi nhằm bán thật nhiều các loại thực phẩm chức năng cho người dân sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trong phóng sự ngày mai. Xin mời quý vị chú ý theo dõi.